Anh hôm nay để đây à? À đây à? À vẫn trên xe anh nhỉ? Anh lên sớm kiếm một cái chỗ hay quá nhỉ? Đây chỗ kia thì bị chiếm hết rồi, để bày đồ gỗ rồi. Anh em đi chợ dạt hết ra tản mạn khắp cái góc. Và đi ra đây thấy đi tìm có bác bán cây rồi khó. Đâu có bác có cái dành này thì bao nhiêu tiền đây? Nhìn rêu phong từ chậu cho đến thân nhỉ. Cây này thả nước. Thế còn cây hoa giấy kìa. Làm loạt đi xong rồi tí nữa quay kìa. Cây xanh kìa, phôi kìa. Cây xanh này không phải của em. À, bác nào nhỉ? Dũng à? Anh ơi, cây xanh này bao tiền anh? À, Quang Tuấn à? Bác thằng kia nó cười kìa, tàn nào. Đây, không không? Qua wow, Quỳnh Du à? Đấy, bố bên sau ấy. Đấy rồi. Đây à? Đình dành. Nhìn này. Thả nước đây là nó rêu nó sướng nhỉ. Mát nhỉ. Già lắm rồi em nhỉ. Hay đấy. Này nhiều cây chất lượng quá, mỗi tội là phải dạt từ đây. Đằng kia chắc mai nó chiếm nốt. Chắc nó chỉ bày đồ gỗ, chắc phải bày cây chứ có chỗ bày cây không? Không nào tổ chức ở đây mà. Hình như anh em chợ không ai biết. Vâng. Qua ra thì phía sau báo nghỉ. À phía sau là nghỉ. Phía sau là mà lên là phải để trên xe. Những chỗ đứng dành dành. Đây con cây này, cái này bao tiền? Bao tiền? Để 2,5 triệu. Đấy. Rẻ giật mình, cái xi kia, mấy cốt xi này 10 triệu, con kia 9,5 triệu. 9,5 triệu, con này là 10 triệu. Ôi tàu. Đình dành. Ôi tàu thì bao nhiêu? Ôi tàu 2,5 triệu. 2,5 triệu. Xi này. Xi đấy là bao nhiêu? Xi trong 4,5 triệu. Thế còn con này? Con này 12 triệu. 12 triệu, rồi, ok. Đấy, sơ bộ thế này. Sơ bộ ở đây con lấy bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu hình này. Đấy, sơ bộ rồi quay chi tiết. Tí nữa hỏi lại chả nhớ. Làm loạt thế. Cái dành dành này cái mịn mịn kỹ kỹ này. Hay hò phết. Ông này là cái ông mà hôm trước có quay có đọc số đây các bạn. Đấy, thông báo lại với các bác là đây các bác chợ là rút hết ra cái ngách này. Ngách này ngày trước là không bán cây ở ngách này đấy nhé. Hôm nay mà ngoài kia tí tôi sẽ đi ra xem. Nó bày bạt căng phông hết rồi để bày đồ gỗ, trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ ấy. Thì không có đất để bán cây nữa. Anh em đến chợ thì người không biết, lên rất là đông nhưng mà dạt hết. Dành dành nhìn gái được cái thứ nhất là cái cảm quan là nó sạch sẽ, thứ hai là nó đây nó trên chậu lâu năm rồi sạch sẽ. Còn, những cái tiêu chí sau thì các bác tùy mỗi người một phong cách, một cái gu thẩm mỹ riêng. Nó là một cây đẹp, dù các bác thích cái gu nào cũng phải công nhận nó là một cây khá là đẹp. Đấy, sở bộ riêng 35 triệu của bác ấy, bác Tuấn. Xanh quê. Bây giờ đằng chợ đằng kia khi lại hot. Nhưng mà thế mà phía sau là thông báo là không bán cây nữa vì là dành không gian cho trưng bày rồi. Hoa giấy.
mấy ông mà lên từ đêm qua thì có khi là bán được ít. Bồ đề, bồ đề trắng. Đấy, danh danh đẹp này ông ơi, danh danh đẹp này đấy. Danh danh đấy. Đúng. 12 triệu. Này, con này à? Con này này. Đó, và nhìn sạch sẽ. Sạch sẽ. Xanh gì này? Điền. 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 Đục qua đây đấy. Nay giải tán chợ bây giờ. Chợ nay tản mát hết, chạy hết. Mất chỗ. Ghê chưa? Mất chỗ rồi. Mất chỗ bạt cây. Anh em ở xa lên mà chở những cái xe to lên thì vẫn. Đấy, như mấy bác đây vẫn còn để cho xe. Không biết thông tin mà. Không biết thông tin. Này là cái thân mà lại không có chân. Buồn. Bới như bới khoai. Để anh quay lại anh phát trực tiếp. Nào. Anh quay lại phát trực tiếp lại. Vâng. Các bạn có thấy hôm nay có người đi bới khoai. Đi bới bới lông tìm vết. Bới lông tìm khoai. Được cái thân mà mất cái chân. Cũng là đáng tiếc đấy. Vừa nay báo bao tiền thì chả nhớ đâu. Không nhớ đâu. Nhưng mà được bệ để lấy được. Xì nuôi được. Nhưng mà để theo được. Kịp cái thân này nó cũng hơi lâu. Đây toàn đồ quái vật này. Toàn đồ quái vật. 10 triệu kìa. Đỉnh ghê quá. Đồ xì thế. Không để cái nào xuống cho nó không. Bán được có 5 cây à. À, vui được thứ. Bán luôn trên xe đấy. À. Âm cúng. Ổi đây. Ngồi uống nước và bán cây này sướng. Số tiền về rồi đấy chứ anh? Tiền về rồi, về lúc 18. Cho cây lên xong bắt đầu về. Về 18 thì đêm về nhà. Dạ, bây giờ cái bọn hàng không nó độc quyền như là nó thích bay nào nó bay. Ừ. Nó cho trễ 2 tiếng không một lý do hết. Không có thông báo. Không. Ngồi cứ như kiểu chạy thì lạ. Ngồi ngồi bệt thế là nó kiểu bọn nó cũng tin, nó kiểu nó thấy thế nào. Nó bắt đầu nó chở ghế cho bà con ngồi chưa? Cũng chở ghế ra cho bà con ngồi. Đi Vietjet à hay cái gì? Thì hôm nay đi Vietjet rồi này. Thế nhưng mà thằng Airline nó cũng trễ. À, giờ thì hình đang Bamboo là thằng ấy là không trễ thế nào đâu. À. Mỗi thằng mới là Bamboo. Còn nó bảo giờ mỗi thằng đấy là không trễ thì chưa đi. Bamboo đi hay phết đấy. Đắt hơn Vietjet. Rồi. Đắt hơn cả Airline đó. Bóng nước, ăn sáng chứ? Ăn rồi. Đấy, ăn rồi, ok rồi. Ngủ biến sáng. Ừ, ngắm xong ăn cho nó ngon không ạ? Ừ. Thì giờ vào ăn nó không ngon. Vào ăn nó thấp thỏm. Người triệu.
sợ quá. Quái vật. Rành rành. Giá ở đây quay phim tí cho vui. Đi đi, cũng rành rành nốt. Rành nốt. Ngoài này không biết nó có bài kê không anh nhỉ? Chắc không nhỉ? Chỉ có bài... Không, ý là bọn nó dạp này này. Chỉ bài gỗ thôi đúng không? Gỗ. Ừ. Mít. Đó. Thế là xong cái góc này của ông gì quên mất tên rồi.